Trời đất ơi, nợ thì từ từ tao trả. Mày làm như nhiều lắm vậy á, có 10 triệu bạc thôi à mà mày tới nhà tao mày la sùm lên vậy đó hả? Tao kinh doanh mà, tao có phong thủy riêng của tao. Cái giờ mà tao lấy ra rồi cái giờ mà tao rút lại là nó phải có đúng ngày đúng giờ đàng hoàng. Chứ đâu phải tự dưng mày tới mày đòi cái là tao đưa cho mày liền được. Mày mà chặn đường tao kiểu này một lần nữa là tao không có trả tiền cho mày nha. Nè, chị, nè, chị đứng lại đó. Nè, sao mà con người chị sống kỳ cục vậy hả? Nếu bây giờ chị chuyển hết tiền cho tôi á thì tôi đem qua cho. Sao mày làm khó làm dễ tao vậy? Ủa tao với mày là hàng xóm, không lẽ tao quỵt tiền mày? Ê, không chừng chị quỵt thiệt á. Ê con kìa, đi ra ngoài kìa. Đi ra đó. Mày làm gì mà đứng trước nhà tao mày la sùm lên vậy? Hả? Chị trả tiền cho em được không chị? Đâu có nhiều đâu mà chị nợ em từ trước Tết tới giờ luôn á. Trời đất ơi, nợ thì từ từ tao trả. Mày làm như nhiều lắm vậy á, có 10 triệu bạc thôi à mà mày tới nhà tao mày la sùm lên vậy đó hả? Chị, 10 triệu chị nói nghe ít quá ha. Ít á thì chị trả cho em đi. 10 triệu đối với chị nó không có bao nhiêu hết. Nhưng mà với em á là em phải gom rồi em tích góp lại thì em mới có đủ tiền em làm mấy cái quà Tết để em bán. Em nghĩ tình chị là hàng xóm cho nên á là em mới bán thiếu cho chị để chị tặng đối tác này kia. Mà bây giờ chị cứ nợ em hoài chị không trả em là sao? Ê, mày nói cho đàng hoàng nha. Cái này á là tao chưa trả chứ không phải là tao không trả. Mà cái thứ như mày á cũng không hiểu gì hết trơn á. Cái dòng tiền của tao là cái dòng tiền nó luân phiên. Tao kinh doanh mà, tao có phong thủy riêng của tao. Cái giờ mà tao lấy ra rồi cái giờ mà tao rút lại là nó phải có đúng ngày đúng giờ đàng hoàng. Chứ đâu phải tự dưng mày tới mày đòi cái là tao đưa cho mày liền được. Tao nói bởi cái thứ như mày á hả, không có biết tính toán gì hết. Bởi vậy mới nghèo nàn tới bây giờ nè. Bây giờ tôi không cần biết phong thủy gì hết á. Bữa nay tôi phải qua tiền, tôi lấy được tiền. Giờ chị có trả tôi không? Nãy giờ tôi nói mày không hiểu à? Hả? Được rồi. Chị không trả đúng không? Chị... bà con! Mọi người qua đây ngồi coi nè! Qua đây ngồi coi nè bà Thủy nè! Bữa nay tôi ngồi đây ha, tôi ăn dạ chị coi. Bà giàu có mà bà nợ tiền tôi mà không trả. Có mấy quà giỗ quà Tết à. Mà bà nợ tôi từ trước Tết tới tận bây giờ. Có bao nhiêu đồng bạc đâu mà không trả tiền cho tôi. Trời ơi là trời ơi. Ê mày la lớn lên đi. Mày la mà cái kiểu mà giống như là hết cái xóm này nó nghe luôn được thì rất là ok luôn á. Để coi á, người ta tin mày hay là người ta tin tao. Với lại nè, mày ngồi đây mày la nha. Mày la mà chừng nào mày khang hỏng rồi mày hẳn đi về ha. Chị nghèo mà hèn. Nè nữa. Chị có trả tiền cho tôi không? Chị Thủy. Nè. Ủa chị, em tính chút xíu nữa chạy qua chị bàn cái vụ tiệc chị đặt nè. Chị qua đây luôn hả? Thì chị đi công chuyện sẵn tiện rồi chị ghé luôn. Dạ. Nam. Dạ. Cuối tuần này á, nhà chị tổ chức tiệc tân niên. Mà khách á là toàn là đại gia, nhà giàu không à. Cưng coi, cưng làm cho chị 10 cái bàn tiệc. Mà nhớ nha, là đồ là phải là thượng hạng nhất. Hải sản là phải tươi sống mà loại ngon nhất nghe không? Dạ. Rồi coi chuẩn bị chu đáo xong xuôi hết đi rồi chị chuyển tiền cho. Mà làm tốt, có gì chị bao thêm nha. Chị yên tâm đi. Đó là công việc của em mà. Không ấy chị cho em xin cái tiền trước được không? Chứ dạo này thời buổi kinh tế khó khăn á, người ta bơm hàng nhiều quá, em cũng ngán lắm nha. Không lẽ tao bơm hàng mày hả Nam? Nhà tao sát bên mày, hàng xóm. Lại nhà tao cũng nhà giàu chứ có phải nghèo gì đâu mà bơm hàng của mày. Không phải, em không có ý đó. Nhưng mà đây là cái quy tắc làm việc của em. Còn không ấy thì thôi, chị cho em ứng trước 50% đi nha. Xong tiệc rồi em lấy luôn. Chứ trước sau gì chị cũng thanh toán cho em hết mà. Với lại cái tiệc chị đặt lớn như vậy á, em còn lấy tiền em đi chợ búa này kia mua tôm cá cho chị nữa. Thì chị mệt ghê, rùm rà dễ sợ vậy đó. Nói mày đưa cái mã QR của mày đây. Tao không có đem theo tiền mặt đâu à. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Tiền nhận rồi đó. Coi làm ăn sao cho coi được thì làm. Dạ. Cảm ơn chị nha. Cuối tuần em cho lính qua set up. Chị Thủy, sao chị thiếu tiền tôi mà chị không trả? Đã vậy chị còn đặt tiệc linh đình là sao? Đặt tiệc linh đình thì kệ cha tao, liên quan gì tới mày. Chị... mà cái tiệc đó tao cũng nợ, chứ tao đâu có trả tiền liền đâu. Chị nói gì mà nghe được hả? Ê, mày mà chặn đường tao kiểu này một lần nữa là tao không có trả tiền cho mày nha. Nè, chị đứng lại đó. Nè,
sao mà con người chị sống kỳ cục vậy hả? Chị giàu mà sao chị ích kỷ, chị sống hèn quá vậy hả? Rồi nha, mấy anh em lại tay lại chân lên, coi kiểm tra rồi bàn ghế chén bát đồ ăn đầy đủ chưa nha. Để một tí rồi qua bên khách rồi lập chụp rồi thiếu này thiếu kia đó. Ê anh kia, sao bây giờ mà chưa chị qua set up nữa? Rồi lỡ như khách tao tới thì sao? Bây giờ tôi không thích chuyển đồ qua nhà chị, không thích set up tiệc bên chị nữa, được không? Ê, đừng có ăn nói giọng ngang ngược đó nha, tao chuyển cho mày 50% số tiền rồi nha. Ủa rồi bây giờ tự nhiên xong xuôi hết rồi không chịu qua set up, cái phần còn lại mày tính là cho chó ăn hay gì hả? Nói chung là bây giờ tôi dở chứng, tôi muốn chị chuyển hết cái số tiền tiệc còn lại cho tôi thì tôi mới set up. Sẵn chị chuyển luôn tiền của tôi đi thì mới có đồ ăn cho chị đãi khách. Ha, thì ra là như vậy. Ê anh kia, mày không ăn được tiền của tao á nên mày xúi nó chơi xấu tao đúng không? Nè chị, không có ai chơi xấu chị hết trơn á. Chị quỵt tiền của tôi nhịn chị được, chứ bạn tôi á nó không có nhịn chị đâu. Chị giàu mà sao chị ích kỷ, chị sống hèn quá vậy hả? Lan, mày chửi ai vậy? Trời ơi, tao tức con thỉ ghê á. Hồi trước Tết á, nó qua nó lấy của tao cả chục củ tiền quà Tết. Nó kêu á là để nó biếu khách hàng, đối tác gì đó. Tao cho nó nợ hết lần này tới lần khác, bây giờ tao đòi nó thì nó không trả tao. Nó còn nói á, nếu mà bây giờ tao mà cứ chặn đường hoặc là đòi nó như vậy nữa là nó không trả luôn. Mày coi nó nói chuyện ngang ngược chưa? Đã vậy á, bà còn hả không trả tiền cho tao mà đi đặt tiệc linh đình luôn á. Mày nói là bà Thủy nợ tiền mày hả? À, tao hiểu vấn đề rồi. Tao là người nấu tiệc cho bà nè. Mày yên tâm đi, tao sẽ giúp mày lấy lại số tiền đó. Nè, tôi nói cho bà chị biết, bây giờ khách khứa tiệc tùng á, chị mày hết rồi. Bây giờ cái số đồ ăn này á, tôi sẵn sàng á, cho từ thiện hoặc là phát cho mấy người vô gia cư ở ngoài đường á, còn hơn là đem qua chị nha. Nếu bây giờ chị chuyển hết tiền cho tôi á thì tôi đem qua cho. Sao mày làm khó làm dễ tao vậy? Ủa tao với mày là hàng xóm, không lẽ tao quỵt tiền mày? Ê, không chừng chị quỵt thiệt á, chị là chuyên gia quỵt mà. Mày, chị không quỵt á thì chị tính chừng nào trả cho tụi tôi? Đợi chị trả chắc tụi này xuống lỗ luôn quá à. Chị làm ăn lớn mà sao chị hay quỵt tiền của mấy mớ nhỏ cho tụi tôi quá vậy hả? Nè, tôi nói cho chị biết nha, nếu như mà hôm nay chị không trả tiền cho tụi tôi phốt chị á, để coi khách hàng nào dám làm ăn với chị nữa. Chị tin không? Tin tôi phốt chị không? Làm ăn như con nít vậy. Alo chị nghe nè. Cái gì? Sao tụi nhiên khách tới sớm vậy? Được rồi, tụi bay nói chuyện với khách đi rồi có gì tao chơi liền. Sao chị? Thì chuyển. Sao tao phản cổ? Rồi. Ok chị, tôi nhận đủ tiền nha. Chuyển đi. Chuyển gì? Chuyển qua đồ sắp ấp cho nhà tao chứ là gì? À, nhưng mà khoan chị ơi, chị chưa trả dứt cái số nợ của bạn em mà. Trả tiền cho nó đi, rồi em chuyển đồ qua cho. Sao? Có trả không? Ngay từ đầu phải như vậy không? Lẹ đi đó. Chị yên tâm đi, phục vụ khách hàng là nghề của tụi em mà. Mấy anh em ơi, chuyển đồ lên đầy đủ cho khách nha. Người giàu mà sao hay tính toán với lại mấy cái món nhỏ vô tụi mình quá vậy? Thôi đi, bỏ qua đi. Ê, cảm ơn nha. Không có ông á, không biết sao lấy lại tiền luôn á. Mai mốt tao nói với mày á, cho ai mượn tiền á, phải nhìn mặt nghe không? Đừng có tốt bụng tùy ý như vậy. Biết rồi. Rồi mấy anh em ơi, lên set up tiền cho khách nè.